Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới với chuyên mục RTK Radio, một chuyên mục mới của RTK Media lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần. Ở tập trước, các Alternative đã tiết lộ một sự thật động trời về Yui rằng cô đã chết từ 13 năm về trước. Sinh mạng hiện tại của cô là do bản thể từ trong thế giới gương ban cho. Vậy những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này là gì? Hãy cùng chúng mình tiếp tục tìm hiểu trong Kamen Rider Ryuki World of If tập số 4 này nhé! Biết được sự thật này là một điều gì đó thật khủng khiếp, nhưng còn nhiều câu hỏi khác mà cô vẫn muốn hỏi. Vậy giải thưởng của Rider World? Sức mạnh để ban cho một điều ước, Zero nói. Trong trường hợp của cô thì đó là một sinh mạng mới. Tất cả là kế hoạch của Kanzaki để hắn đoạt lấy điều ước cho mình bằng cách kiểm soát Kamen Rider Odin. Không, Yui phủ nhận. Cô không biết điều nào tệ hơn nữa, sự thật về bản thân cô hay sự thật về anh trai cô, rằng anh ta đã lừa dối Ren và những người khác. Mỗi người trong nhóm Alternative này đều mất đi ai đó bởi vì kế hoạch của Kanzaki, Zero giải thích. Những người đàn ông, phụ nữ này đã mất đi ba mẹ, con cái, anh chị em, người yêu dưới tay bọn Monster. Tất cả là bởi vì cô. Anh hai, sao anh có thể... Yui thì thầm. Điều đúng đắn nhất cần làm bây giờ là kết thúc Rider War. Giết chết cô và Kanzaki sẽ không còn lý do để tiếp tục nữa. Yui bất động một lúc. Tất cả mọi thứ ông ta nói đều có vẻ đúng. Nhưng bất cứ ai trong số Alternative này cũng có thể là bạn bè của cô, những người đã chịu nhiều mất mát. Thậm chí có thể có một người là trẻ con. Anh trai cô đã giết chết những người mà họ yêu thương dưới danh nghĩa của cô. Cô không di chuyển khi bọn Alternative tiến đến, tất cả đều chĩa kiếm ra. Cô biết là cô nên cố chống lại, cố bỏ chạy, cố làm điều gì đó, nhưng tất cả bọn họ đều có lý do để ra tay. Cũng như Ren và những người khác có lý do để chiến đấu vậy. Nếu việc này có thể ngăn cản anh trai cô và có thể chấm dứt nỗi đau của mọi người... Tiếng rầm của một con rồng phá tan sự tĩnh lặng và một quả cầu lửa phá hủy bức tường của phòng thí nghiệm, tạo điều kiện cho mọi người nhìn qua nóc tòa nhà kế bên. Con rồng màu đen bảo vệ Yui đã quay lại, cuộn tròn xung quanh một Kamen Rider đang nhìn về phía họ một cách vô cảm. Yui nhận ra bộ giáp của Rider đó là phiên bản màu đen của Ryuki. Câu chuyện tiếp theo diễn ra theo những gì đã được kể trong tập 2, Kido Shinji trong hình dạng của Ryuga tới phòng 401 của Đại học Seimein để giải cứu Yui. Tấn công và hạ gục các Alternative, Ryuga tiến về phía của Alternative Zero và Yui với Drag Claw trên tay. Yui vội vàng đè Zero xuống đất, ngọn lửa đen lóe lên trên đầu họ, phá hủy tấm gương đặt trên tường. Cô đã cứu tôi sao? Zero ngạc nhiên nói, nhìn cô chằm chằm. Cô không có thời gian để mà trả lời, đặc biệt là giữa tình huống hỗn loạn như thế này. Đòn tấn công đó đã cho các Alternative khác cơ hội để phục hồi một chút sức lực. Tất cả cùng xông vào Ryuga. Nhân lúc hắn đang phải chống đỡ 10 người cùng một lúc, Yui nắm lấy tay Zero. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Zero để cô dẫn ra khỏi tòa nhà. Cô biết hắn có thể tấn công cô từ phía sau bất kỳ lúc nào. Nhưng bây giờ có một thứ làm cô còn sợ hơn. Họ phải tránh xa Ryuga. Tại sao cô lại cứu tôi? Zero hỏi sau khi cả hai ra khỏi tòa nhà. Sẽ tốt hơn nếu cô để tôi chết vào lúc Ryuga cứu cô. Yui lắc đầu. Tôi không biết Shinji-kun bị sao nữa. Nhưng như thể anh ấy đang bị khống chế. Không biết anh hai đã làm gì anh ấy rồi. Đó vẫn không phải lý do để cô giúp tôi chạy thoát. Ông là người duy nhất có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Làm ơn đi, tại sao anh hai lại tạo ra Rider World? Tại sao anh ấy không thể lấy được phần thưởng mà không có nó chứ? Một tiếng nổ thật to phát ra từ tòa nhà. Cả hai ngước nhìn lên, sợ hãi lại xuất hiện trong lòng Yui. Còn Zero thì tỏ vẻ quyết tâm. Cuối cùng hắn nói, từ những gì tôi đọc được trong những bản ghi chép của hắn thì sức mạnh không thể tự nó tồn tại được. Cần phải trả một cái giá nếu muốn có được một sinh mạng mới. Vậy cái giá đó là gì? Những Rider đã tử trận. Hắn trả lời, nguồn năng lượng sống của họ tạo ra sức mạnh, 12 mạng đổi 1 mạng. Một tiếng gầm lớn phát ra, Ryuga nhẹ nhàng, chậm rãi hạ cánh bên tòa nhà, nơi Yui và Zero đứng không xa. Hắn từ từ bước về phía họ. Sợ hãi, Yui quay sang Zero cầu xin. Nói cho tôi biết đi, làm sao tôi có thể ngăn anh ấy lại đây? Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn những điều kinh khủng sắp xảy ra? Vị giáo sư tiếc nuối nói rằng, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi chết đi. Điều đó là không thể nào. Yui tin rằng vẫn còn có cách khác. Khi cô định cố hỏi thêm lần nữa thì có một cái bóng màu trắng vụt thoáng qua mắt cô. Cô quay lại thì thấy Tiger đang xông về phía mình. Ngay lập tức, Ryuga xuất hiện trước mặt cô, tay giữ chặt Tiger nhất có thể,
Hắn quay đầu về phía cô rồi hỏi, Yui-chan, cô không sao chứ? Cô không thể làm gì khác ngoài việc nức nở gật đầu. Đó là Shinji, anh ấy đã trở lại bình thường. Vậy tốt quá rồi, anh trả lời rồi đẩy Tiger lùi lại. Hãy để tôi kết thúc. Anh có vẻ như không phải đang nói với Yui, có gì đó rất lạ đã ngăn anh nói ra. Anh run rẩy, từ từ rút một lá bài và nhét nó vào visor. Một giọng nói trầm bỗng vang lên và anh nhảy lên không trung. Dường như có điều gì đó không ổn. Mỗi khi cô nhìn thấy anh chiến đấu với tư cách là Ryuki, anh đều nhảy cao hơn và con rồng sẽ cuộn quanh người anh. Nhưng lần này anh chỉ nhảy rất thấp và không chuyển động gì nhiều, cứ như con rồng đang dùng lực để nhấc bổng anh lên vậy. Cú đá của anh đã nhắm trúng vào Tiger cùng với lực của quả cầu lửa màu đen. Hắn loạn choạng lùi vài bước rồi ngã gục. Ngước nhìn về phía Zero, hắn thốt ra những lời chăn trối cuối cùng rồi tan biến. Yui nhìn về phía Shinji, lo lắng việc anh đã giết người. Nhưng anh đã quỳ xuống, biến thân của anh đã không còn. Yui biết ngay là có chuyện gì đó không ổn. Shinji-kun, cô la lớn rồi chạy đến chỗ anh, vừa kịp lúc đỡ lấy để anh không ngã xuống. Thậm chí Shinji còn không thể ngóc đầu lên nổi. Trước ngực của anh là một vết máu to do bị móng vuốt của Tiger đâm phải. Yui-chan, tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên giết anh ta, Shinji thì thầm. Yui lắc đầu, anh đã ngăn anh ta lại, anh đã cố hết sức để bảo vệ tôi cơ mà. Nhưng tôi đã giết tất cả những người đó, những alternative. Nước mắt chảy xuống má Yui khi cô khăng khăng rằng, đó không phải là anh, Ryuga đã làm thế, bây giờ anh đã được tự do rồi. Anh cố gắng gượng cười, mặc dù Yui thì vẫn đang khóc. Ít ra tôi đã giải quyết xong hết được mọi chuyện, tôi đã cứu được cô và cả Ren. Ren còn sống, điều đó sẽ mang đến một tia hy vọng. Nhưng cô biết sẽ không có ý nghĩa gì nữa khi không có đủ cả ba người. Shinji-kun, đừng chết, anh phải sống, làm ơn đi. Tôi xin lỗi vì đã làm cô khóc. Nói với Ren rằng, Yui đang chờ Shinji nói hết câu, nhưng anh lắc đầu như ra hiệu, thôi đừng bận tâm nữa. Rồi anh nhắm mắt, cơ thể bắt đầu tan biến. Nó khủng khiếp hơn cô tưởng. Mới đó cô còn đang ôm Shinji trong tay, nhưng chớp mắt thì chẳng còn lại gì cả, như thể anh chưa bao giờ tồn tại. Cô đứng dậy, toàn thân run rẩy trong đau buồn, quay về phía Zero. Tôi cần ông giúp, tôi muốn ngăn chặn anh hai. Sau tất cả những chuyện anh ấy đã gây ra, tôi phải ngăn anh ấy lại. Cô biết cách duy nhất chỉ có thể là... Hắn nhắc lại, nhưng cô đã lắc đầu. Còn một cách khác để ngăn anh ấy, đó là đánh bại Odin trước khi anh ấy đạt được sức mạnh. Zero lắc đầu, đó là điều không thể. Giáo sư, xin hãy tin tôi, Yui cầu xin. Vậy là chúng ta đã đi hết chương 2 của Kamen Rider Ryuki, War of If. Câu chuyện này sẽ vẫn còn tiếp tục trong chương 3 và sẽ được nhóm chúng mình đem tới cho các bạn trong những số tiếp theo của chuyên mục RTK Radio. Nếu các bạn yêu thích chuyên mục này, hãy like và share nó để nhiều người biết tới các sản phẩm của nhóm hơn nhé. Hãy để lại bình luận của mình về câu chuyện này ở bên dưới phần comment. Đừng quên subscribe cho kênh và click vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. アンデッドは全て封印した. お前が最後だ. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!